Các bạn nào muốn có thật là nhiều con Huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con Huy lên tới 419 con Huy, hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này mình sẽ tiếp tục đưa tới cho tất cả bạn một số thông tin mới về sự kiện bóng đá nhá. Có rất là nhiều bạn chúng ta đang hóng chờ sự kiện bóng đá đúng không? Ui, mình cũng như thế chứ. Tại vì bên server nước ngoài ấy thì người ta cập nhật sớm hơn, nên là mình sẽ qua mình review trước cho tất cả bạn xem. Khi đâu mà bên server chúng ta có thì sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta chơi này. Đó, hiện tại thì có một cái sự kiện về bóng đá sớm nhất, đó chính là khởi động phiên bản mới đây. Thế thôi, đây các bạn chơi để chúng ta nhận được các phần quà này. Mình còn chưa chơi, mình chưa mở full nữa kia. Mình dạo đây mình khá là ít mình chơi game ấy, toàn vào làm video sự kiện tới cho tất cả bạn thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta cùng qua một server khác. Và mình thấy là bên server này cập nhật một sự kiện liên quan tới sự kiện bóng đá rồi, nên là qua review cho tất cả bạn chúng ta xem thử nhá. Và bạn nào đang xem thì chúng ta đừng quên là like, đăng ký kênh và trợ cho mình này. Chúng ta có rất là nhiều phần quà như là skin để dành tặng tới cho tất cả bạn nhá. Nhớ là phải ủng hộ thật là mạnh lên đấy. Và sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có mã code nữa nhá. Nhiều bạn thì không biết chúng ta sẽ có mã code nữa, nên là các bạn đang xem thì khi đâu có mã code mình sẽ cập nhật sớm nhất và mới nhất tới cho tất cả các bạn luôn. Nên là chúng ta cứ theo dõi trên kênh của mình, khi đâu có mình sẽ thông báo tới cho tất cả các bạn để chúng ta có mã code, chúng ta nhập và chúng ta nhận quà các bạn nhá. Rồi, ok, và sau đây thì chúng ta sẽ qua một server khác, đó chính là server Đài Loan nhá. Bên đây thì cập nhật một sự kiện liên quan tới sự kiện bóng đá này. Đây mình vào cho tất cả bạn xem. Đây bạn thấy không? Ui. Và trong sự kiện này thì bạn sẽ nhận được một cái biểu cảm hình bóng đá này, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là chúng ta có khung viền, máy quay kho báu, rồi là mảnh tướng các kiểu nhá. Thì nhiều bạn cũng thấy ấy, là bên server này luôn cập nhật những sự kiện trước so với bên server chúng ta. Mình có qua review rất là nhiều rồi. Ví dụ như là cái sự kiện này này, bên đây cũng cập nhật trước so với bên chúng ta khoảng vài ngày các bạn nhá. Rồi là chúng ta, ui, bên đây cũng Harley Quinn mở ý hết bên chúng ta luôn, cũng mở đúng vào ngày hôm qua. Rồi ở đây chúng ta cũng có, đó chính là nạp con Huy, chúng ta nhận được skin nhá, ý hệ bên chúng ta luôn. Và bên này chúng ta thường cập nhật trước nên là review qua cho bạn xem. Ở đầu tiên ở phía dưới này, các bạn thấy là chúng ta có từng cái sự kiện. Ở đây là chúng ta có đăng nhập nhá, các bạn sẽ nhận được ngay, đó chính là điểm này. Uầy, được nhờ, để xíu nữa chúng ta sẽ mở trong đây nhá. Tiếp theo thì chúng ta có chơi game này, hạ hoặc là phụ 20 mạng các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ nhận được các điểm, 3 điểm này, 10 điểm. Rồi, tiếp theo thì khi mà chúng ta mở các hàng dọc, hàng ngang, nói chung là cái này cũng khá là quen thuộc với chúng ta rồi, thì bạn sẽ nhận được phần quà tương ứng. Đây, ví dụ mình mở này. Đó, ok, mình mở được có một một hình bóng đá thôi. Vậy là 5 điểm thì chúng ta chỉ mở được một hình thôi à? Vậy khá là ít nhỉ. Và khi mà các bạn mở hàng ngang này, hoặc là hàng dọc, hàng chéo, thì bạn sẽ nhận được các phần quà tương ứng các bạn nhé. Nói chung là khi mà chúng ta mở full bức hình này, các bạn sẽ nhận được hình biểu cảm bóng đá này. Theo mình thấy là cũng khá là được. Mới đầu mình vào mình cứ tưởng là được free skin Van Hen CR7 kia. Ôi, mình cứ tưởng là như thế, nhưng mà không phải các bạn nhá. Và đây là bên đây chúng ta có ngay một cái lịch sự kiện liên quan tới bóng đá nữa. Vào ngày 9 tháng 12 thì bên này sẽ mở, đó chính là sự kiện nhận grab hoàn toàn free. Nếu mà bên server chúng ta mở vào muộn hơn ấy, theo mình nghĩ là chắc là bên server chúng ta cũng sẽ mở muộn hơn, thì mình sẽ qua bên đây mình review trước cho tất cả bạn chúng ta xem các bạn nhá, để biết cách chơi nó như thế nào. Và nói chung là bên đây, ui, bên đây cũng có sự kiện y hệt bên chúng ta luôn này. Ở đây là chúng ta ghi bàn các bạn nhá, trong chế độ bóng đá ấy, thì sẽ nhận được cái này. Ui, theo mình thấy là bên này nói chung là nó kiểu như là y đúc với bên server chúng ta luôn đấy. Chắc là cũng vài ngày nữa, 3-4 ngày gì đấy, thì bên server chúng ta cũng sẽ cập nhật sự kiện này. Nên là các bạn cũng không chờ đi, sẽ có khung viên này. Và mình thấy là nếu mà các bạn nếu mà sang server chúng ta ấy, có thay đổi thì thay đổi về phần quà thôi. Không biết là bên chúng ta có thay đổi về phần quà không, hay là sẽ y nguyên như thế này. Có gia tốc này, gia tốc thì chỉ 7 ngày thôi các bạn. Mình thấy là phần quà ngon nhất ở trong đây thì chúng ta chỉ có biểu cảm kèm theo là khung viền thôi, hoàn toàn free các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn muốn chờ skin grab thì chúng ta phải chờ đến ngày 9 tháng 12. Đó, sớm nhất chắc là vào ngày đó thì chúng ta mới biết được thông tin về sự kiện. Nếu mà bên server chúng ta cũng cập nhật vào ngày đó luôn thì ok, đúng không bạn? Còn nếu cập nhật muộn hơn thì các bạn lại xem mình review xem cách chơi nó sẽ như thế nào. Đó, và
Lâu lâu chúng ta mới qua bên server này nên là chúng ta sẽ cùng khám phá bên này xem có cái gì hấp dẫn hay là không nhá. Vòng quay đào quý bên đây mình thấy là nó xịn hơn. Đó, ở ngoài vòng quay thôi, ở ngoài vòng quay thì xịn hơn. Còn vào vòng quay quy đổi đào quý thì nó cũng xịn hơn thật. Cái gì nó cũng xịn hơn. Tại vì trong đây thì mình thấy là chúng ta có quy đổi một viên đào quý. Các bạn sẽ nhận được đó chính là ngộ không hoa nhãn kim tinh, một skin mình thấy khá là đẹp về mặt ngoại hình kèm theo về mặt hiệu ứng nữa, quá là tuyệt vời, quá là chất lượng luôn. Ok, đó thì video mình cũng kết thúc tại đây thôi. Các bạn đang xem mình nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sau nhé.